Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Âu Lạc Tâm TV. Các bạn thân mến, đây là một cái quán truyền thống, cái quán chuyên bán rau củ quả, rồi có đậu hũ, thỉnh thoảng có bán cá nha mọi người. Tại Malaysia, cái khu vực này là tại một cái chung cư cũ. Cái khu chung cư này là gồm có 27 block, rất là nhiều dãy. Và cái khu chung cư này thì cũng đã lâu đời lắm rồi, 5, 6, 70 năm rồi, ngay tại thủ đô Kuala Lumpur. Thực ra thì gọi là chung cư cũng đúng, mà gọi là bạc mên cũng đúng. Theo như ở Việt Nam người ta gọi là cư xá đó mọi người. Thì từ tầng 1 cho đến tầng 13, khu vực là tầng 13 là cao nhất. Đó, cảnh quan tại những ngày này của tháng 7 năm 2021 thì Malaysia các dịch virus corona Covid-19 vẫn tăng mạnh. Thấy ngộ ngộ vì cái vỏ mít người ta treo lên, cho nên là quay cho quý anh chị em và các bạn cùng theo dõi. Thực ra thì cái vỏ mít này sau khi người ta lấy muối, người ta đã phân phát vào từng hộp để người ta tiện bán đó mọi người. Rồi người ta treo lên, nó cũng dễ thương ha mọi người. Một cái quán cũng nho nhỏ, xinh xinh. Tại cái khu chung cư này cũng có nhiều quán như thế này nha mọi người. Đó, mình cũng đã tranh thủ chụp một cái tấm ảnh ở đây. Tuy nhiên dịch virus corona tại Malaysia nhiều, nhưng mà mọi người thấy đó, cái chú lái xe máy không có đeo khẩu trang, phải không ạ? Ở phía sau mình thì cũng có cái chú kia bán rau củ quả thì cũng không đeo khẩu trang. Đây là rất là nhiều rau củ quả nha. Chú này không đeo khẩu trang, phải không mọi người ạ? Mình cũng hơi rất là ái ngại luôn đó. Khu này thì bán rất là nhiều thứ, thì mình mua một hộp mít này, rồi mua cà, rồi mua bắp cải. Cái này là xoài rất là to, đúng là xoài là bật từ cây xuống luôn đó, chưa có lau chùi gì hết, vẫn còn rất là nguyên sơ tự nhiên. Còn cái phần thanh long này thì chắc là quấy ngày rồi, người ta bán đầy kinh nghiệm là khoảng 56.000 cho một cân thanh long, có đủ các loại rau củ quả từ bắp cải rồi đậu cu ve. Rồi đây này, cái món này thì là mình rất là thích này, xào ăn với lại lòng gà với lại tim heo cật ngon, cà rốt rồi gừng, dưa leo, nhan nhản các thứ. Mặc dù quán này nho nhỏ như vậy thôi thì bán rất là nhiều nông sản, thực phẩm từ ruộng vườn, su su rồi khóm dứa, cà chua. Cái đây cũng phải là có cái mã quét để mua hàng nha mọi người nha, để tiện theo dõi cái dịch Covid-19 đó mọi người. Đó. Thơm quá chừng thơm luôn cái vỏ mít này. Thơm lắm mọi người ạ. Rồi tiếp tục mình quay cho mọi người xem nha. Ở đây thì cái quán nho nhỏ truyền thống thế này, họ bán đủ các thứ đây. Mấy cái trái bắp này người ta bán từng phần, cà người ta bán từng phần nha. Ớt rồi khoai lang, ớt xanh, ớt đỏ rồi chanh, người ta bán từng phần như vậy đó. Ớt tắc nữa này mọi người. Có một cái cây mọc giữa quán luôn. Cái quán này đã hình thành lâu lắm rồi. Mặc dù cái quán nho nhỏ như vậy thôi, hai vợ chồng của cái chú này cũng giàu có lắm, có hẳn hai chiếc xe hơi luôn. Có hôm á còn đi chiếc xe hơi sang đi nữa cơ, còn bình thường thì đi chiếc xe bán tải chở rau củ quả đến đây bán. Tại Malaysia thì người dân sử dụng xe ô tô rất là nhiều, sở hữu xe ô tô cũng rất là nhiều. Bởi vì Malaysia là đất nước sản xuất ô tô nội địa rất là nổi tiếng, và họ mua trả góp thì cũng rất là thuận tiện cho người dân Malaysia. Đó, mình tranh thủ ghi hình cho các bạn xem. Hành, từng bó hành, từng bó hành. Một bó hành này là có 1 ringgit thôi, 1 ringgit là 5.600 Việt Nam đồng. Và từng cái dĩa kia, từng cái dĩa kia thì là từ giá từ 1 đến 2 ringgit, thì tương đương là từ 5.600 cho đến hơn 11.000 cho một dĩa. Cái chú này vui tính lắm. Nhưng mà dịch virus corona Covid-19 nhiều thế mà chú không đeo khẩu trang cũng hơi ái ngại đấy nha mọi người. Và mình cũng đã tranh thủ mua xong rồi đó mọi người. Cái nhà mình cũng ngay gần đó, đúng nhà mình đến cái quán này là 10 mét thôi. Cái chú này thì cứ nghĩ rằng là mình là người Thái Lan, chú không nghĩ rằng là mình người Việt Nam. Và trước khi không có dịch virus corona thì thỉnh thoảng cũng có ra đây.
Video của mình cũng hơn 5 phút rồi, cho phép mình xin dừng tại đây. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã theo dõi video này. Mọi người giữ gìn sức khỏe, bảo trọng nha mọi người nha.